Xin chào, các bạn đang đến với câu chuyện tác giả do Đàm Mỹ Tường Truyền thực hiện, chương 20. Cố Phi bình thường thì sợ phiền phức, không thích quản chuyện bao đồng, nhưng từ nhỏ ở nơi này, mỗi ngày đều diễn ra đủ loại chuyện phức tạp. Tất cả tình tiết cầu huyết gì trong phim truyền hình đều ở đây, đều có thể thấy được, thậm chí còn tệ hơn. Lúc Cố Phi nhàm chán sẽ ở đây, như xem phim và ngắm nhìn xung quanh. Có khoảng thời gian dài, cậu cũng là từ nơi này, nhìn những con người ở đây đang vô vọng đấu tranh, hay những người nhìn như đã không còn cảm xúc mà lấy cảm hứng viết nhạc cho Đinh Trúc Tâm. Bạn nhìn họ tuyệt vọng, họ vẫn sống đến mức sống bừng bừng, còn cười bạn đạo đức giả. Sống như việc Lý Bảo Quốc bây giờ bị người đánh tới lăn lóc ở dưới đất cũng là chuyện thường thấy. Nhân vật chính đôi khi cũng là một người, đôi khi sẽ đổi, cũng không mới lạ. Nếu là bình thường, Cố Phi sẽ ở đây, ngồi xe nhìn một chút, nhưng hôm nay lại không có cách nào cứ như vậy mà xem. Tưởng thừa thấy rõ người kia chính xác là Lý Bảo Quốc, trên mặt có chút biến hóa khó lường, nói không ra là chưa hiểu thấu hay là đang mờ mịt. Nếu Cố Phi thân với Tưởng Thừa hơn một chút, kiểu như với Vương Chín Ngày là được, cậu tuyệt đối sẽ giữ chặt không cho Tưởng Thừa qua đó. Loại tình huống này thường sẽ không đánh chết người, dù sao hai bên đều không phải người tốt, ai đánh ai cũng không ngoan, gáy chút xương, đổ chút máu xem như là giáo huấn, đôi khi còn có thể giải quyết được vài việc. Tưởng Thừa cũng không nói lời nào, lúc cậu trầm mặc đi qua đó, Cố Phi có một loại cảm giác không rõ, thông cảm đến không nói được. Trên thế giới này, người cần thông cảm có quá nhiều, cũng không quan trọng là ai thông cảm cho ai, đại khái là một cảm giác bất lực. Cố Phi không biết Lý Bảo Quốc từng có đứa con trai út, cũng không biết có phải thật như Lý Bảo Quốc nói, nuôi không được nên cho người khác không. Kiểu như Lý Bảo Quốc nói là đem đi bán cũng không có gì lạ. Tưởng Thừa cảm thấy thế nào không ai biết được, loại khí chất lên người cậu cùng với người từ nơi này lớn lên rất khác nhau. Một người như vậy đối mặt với kiểu môi trường và kiểu này, cha mẹ này, có trời mới biết cậu sẽ trải nghiệm như thế nào. Dù gì, Tưởng Thừa cũng chỉ trầm mặc đi qua đó. Có lẽ cậu ta cùng Lý Bảo Quốc quan hệ còn xa lạ, nhìn qua không hề có chút lo lắng hay bối rối, cũng không có phẫn nộ. Cố Phi duỗi lưng ra một cái, chậm rãi cách đó mười mấy thước, cũng đi qua, móc mắt kính ra đeo lên. Tưởng Thừa đi qua không có ngăn cản, thậm chí không nói câu nào, đem cặp sách quăng lên tường, cho một cái cùi trỏ vào lưng người đang đưa chân, đá lên đầu của Lý Bảo Quốc. Tưởng Thừa dùng cùi trỏ rất thuần thục, và lại lực còn rất lớn. Cố Phi đã từng thử qua. Một đập này, người kia rống lên một tiếng rồi quay lại. Cố Phi nhận ra gã này là người của xưởng thép, biệt hiệu là Đại Biểu. Điều là dương vật, biệt hiệu này từ trên thân thể của hắn mà có. Dù sao đám người này hay thường xuyên tới đánh bài. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn chơi xấu cũng không cho phép người khác chơi xấu. Không đợi Đại Biểu phản ứng, Tưởng Thừa ngay lúc hắn quay đầu liền đấm một cú ngay giữa sống mũi. Cố Phi lập tức cảm thấy mũi mình cơ hồ cũng có chút đau nhức. Tiếp theo, Tưởng Thừa nắm cổ áo của Đại Điểu quăng ra đâm sầm vào hai người đằng sau. Những người đang vùi đầu đánh Lý Bảo Quốc lập tức phát hiện có người đánh lén, sau vài phút bối rối liền hùng hổ dồn lực chúi lên người Tưởng Thừa. Địch, mày làm con mè gì đó? Có người mắng một tiếng, giơ tay đấm về phía Tưởng Thừa. Cố Phi kinh ngạc phát hiện Tưởng Thừa căn bản không có tránh, nguyên nắm đấm này bay thẳng vào mặt cậu ta. Tưởng Thừa dùi khóe mắt xong lại lên một phát thật mạnh lên mắt trái kẻ này. Lần này những người còn lại cũng đã bị chọc tức, không quan tâm Lý Bảo Quốc còn đang nằm co ro trên mặt đất mà cùng nhau vung tay nhào về phía cậu. Cố Phi nhíu mày nhìn bốn phía một chút, trên mặt đất thế nhưng lại rất sạch sẽ. Tưởng Thừa bị đánh thế này thực sự không được. Cố Phi muốn giúp mà dưới đất một cục gạch cũng không có. Đừng đánh! Lý Bảo Quốc trên mặt đất vẫn còn nôn đầu vừa hô hào. Đừng đánh nữa! Mấy người đang vây quanh Tưởng Thừa, không ai để ý tới ông ta.
Dù trên tay không có vũ khí, nhưng đám người này vốn đều rất cường tráng, đấm một phát cũng khiến người khác lánh đủ. 1, 2, 3, 4, Cố Phi đếm một chút, vây quanh tường thừa có 4 người, có một người không chen vào đang đứng ở bên ngoài nhảy nhảy lấy thế. Nhưng không đợi người này nhảy lên lần thứ 3, trong đó đã có một gã bị ném văng xuống đất, là bị tường thừa dùng chân đạp ra. Người mới sáp vào tường thừa giờ cũng bị vọt ra ngoài, nguyên mặt áp xuống đất, cũng là do tường thừa dùng chân đạp một phát vào bụng mà văng ra. Tao địch, Đài Điểu máu mũi đầy mặt, vừa rống vừa nhảy lên, một cước đá vào lưng tường thừa, tư thế rất khó coi nhưng lực đào không nhỏ. Tường thừa nhào người về phía trước mấy bước mới dừng lại, đưa tay lau khóe miệng. Lúc xoay người, Đài Điểu lại chạy lấy đà, chuẩn bị tới đá lần hai. Tường thừa đứng không nhúc nhích, lúc Đài Điểu định nhảy lên, tường thừa đột nhiên cúi người, thân thể vòn tới trước, tay chọt vào Đài Điểu. Tiếng của Đài Điểu đều không phát ra nổi, cứ như vậy ngã trên mặt đất, há to mồm thở phì phò, bộ mặt thống khổ. Cố Phi đẩy mắt kính, cảm thấy nếu mình không nhìn nhầm, tường thừa lần này kỳ thật cũng không có nhắm vào bộ vị mấu chốt của gá mà ra tay, nếu không Đài Điểu lúc này có lẽ đã đau tới ngất xỉu. Là tường thừa cố ý làm vậy, cậu ta thế nhưng dưới tình huống này còn có thể khống chế tâm tình mình mà kiềm chế lại. Nhưng cách Đài Điểu ngã xuống, nhìn qua quá mức thảm hại, đồng bọn của hắn lập tức thoáng có chút do dự. Bọn người này chính là như vậy, đánh Lý Bảo Quốc thành bộ dạng kia, dũng mãnh như lão đại, đụng phải cọng rơm cứng thì lập tức sợ, đấu đơn không dám như ong vỡ tổ, còn phải chờ người khác ngẩng đầu lên chỉ huy. Trong lúc bọn hắn đang do dự, tưởng thừa đã lần nữa vọt tới, hung hăng xông tới tên đang đứng phía trước. Đại khái là học bá đều giỏi về học tập, cậu ta lần này xông tới đã học được từ Đài Điểu, nhưng tư thế đẹp hơn nhiều, mà cậu lại dùng vai là chính, nhảy lên dùng vai trực tiếp đập vào cằm gá một phát, lực đào quá lớn, gá bật ngửa lên trời rồi mới ngã xuống đất, không biết là cắn phải đầu lưới hay dập môi gì rồi, gá nằm trên đất cứ lấy tay bụm miệng, lúc lấy tay ra đều là máu. Hai tên đã cục, còn lại ba tên, đại khái là cảm thấy bị uy hiếp. Nếu nhìn theo số người, bọn hắn vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế là ba người liền đồng thời xông tới cậu. Tưởng thừa đoán chừng, mới vừa rồi lúc bị vây lấy, trên người đã có chỗ bị thương. Lần này cậu không né, bị mấy gá vây vào giữa. Cố Phi có thể thấy rõ trên bụng và eo cậu bị nền tới mấy quyền. Cố Phi thở dài, đi qua bên đó. Vừa định thay người hành đạo, liền thấy được đã có kẻ bị tưởng thừa bổ nhào tới, đè xuống đất, đấm tới tấp, còn có hai lần đập vào cổ, gá gáy rủa một chút, rồi vừa ho vừa gào. Hai gá phía sau kéo không ra tưởng thừa, thế là giơ chân lên đá, tưởng thừa chịu đau xong, đột ngột kéo chân của một người xuống, đem chân của gá kéo giãn ra. Gá này dẻo dai không tốt, bị giang rộng chân căng như vậy, rõ ràng chịu không được, gào khóc khô cuống họng, muốn thoát ra nhưng lại làm không nổi, chỉ có thể dùng hai tay vung lên thân tưởng thừa, nhưng cũng không ra chút sức lực. Người còn lại lúc này giơ chân lên, Cố Phi nhìn ra gá là đang nhắm vào ót tưởng thừa. Này, Cố Phi hô lên, từ cặp lấy ra một cuốn từ điển. Lúc gá ngẩng đầu lên, Cố Phi đã dùng hết sức quăng cuốn từ điển vào mặt gá, là từ điển Anh Hán. Tiếng Anh văn, ai không đem chọc giận lão lỗ, giá cả không đắt mà còn rất hữu dụng, vỏ lại cứng, Cố Phi tới bây giờ vẫn chưa mở ra, nên bìa vẫn còn bọc vỏ, lúc bay qua không bị mở, nền lên mặt có hiệu quả, gần như quăng qua cục gạch. Bị nền một phát trên mặt xong, gã kia liền ngừng tay, nhìn qua Cố Phi cũng không nói gì thêm, đi qua đem từ điển nhặt lên, chà chà. Đồ của mình rồi thả vào trong cặp. Tưởng thừa lúc này cũng buông lỏng chân gá kia đứng dậy. Mày nó. Gá bị từ điển lên trừng mắt với tưởng thừa, không biết muốn nói cái gì, nhưng chưa dứt lời bị tưởng thừa cắt ngang. Còn có chuyện gì nữa à? Tưởng thừa hỏi. Người đứng hay đang ngồi nghe xong đều đồng loạt sửng sốt, không ai nói gì. Không có chuyện gì, tôi đi.
Tưởng Thừa xoay người nhặt túi sách đi qua bên đường. Mày biết nó? Có người hỏi Cố Phi. Cố Phi nhìn hắn một cái. Giải tán đi. Đau. Toàn thân đều con mẹ nó đau, không phân biệt là rõ chỗ nào đau nữa. Tưởng Thừa cắn răng, mỗi bước đi đều thật vất vả, nhưng kỳ thực lại cực kỳ sảng khoái, giống như khi chạy hết tốc lực, chạy xong rồi vừa mỏi vừa nhức, vừa như nhún ra. Thế nhưng khi hít thở lại rất thông, hít một hơi liền mát tới ruột. Lý Bảo Quốc, đến cùng, tại sao lại bị đánh? Tưởng Thừa vốn dĩ muốn hỏi, nhưng đánh xong một trận, cậu cũng không muốn biết nữa. Chỉ biết là con người này vẫn còn sống, vẫn cứ nằm sấp trên mặt đất như vậy mà sống. Việc này vô luận là cậu hay bản thân Lý Bảo Quốc đều không thay đổi được. Rất nhụt chí, cũng rất vô vọng. Phiền não, thống hận đều bắt nguồn từ những điều này. Cậu không phải là người vĩ đại, cũng không muốn cứu vớt ai, thay đổi ai. Cậu chỉ biết đây là cha ruột mình, cậu không thể thay đổi điều đó. Vậy cứ cố gắng thích nghi đi. Nhưng Tưởng Thừa có thể cố gắng thích nghi, thích ứng sự thô tục của ông, lôi thôi của ông, tính thẳng nam ung thư của ông, tính chuyển cờ bạc, nghiền rượu của ông, nhưng lại phát hiện Lý Bảo Quốc cũng không phải chỉ có như vậy, còn có quá nhiều điều mà cậu không thể nào thích ứng được, cũng không cách nào tiếp cận nổi, đang từng chút một hiện ra ngay trước mắt. Trộm đồ, bị người trên đường đánh cho lăn ra đầy đất, còn có bao nhiêu thứ Tưởng Thừa chưa biết được. Có người sau lưng huýt sáo, không cần nhìn cũng biết là Cố Phi, thế nên Tưởng Thừa cũng không quay lại, quay lại cổ sẽ đau. Đi bệnh viện xem chút đi, Cố Phi đằng sau nói. Thôi, không cần, Tưởng Thừa buồn bực. Hay là đánh cược đi, Cố Phi cũng không đuổi theo, vẫn đi ở đằng sau. Cược cái gì? Tưởng Thừa hỏi. Xương sườn của cậu gãy rồi. Đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu thực sự bị gãy, cậu phải giúp tôi làm bài tập một tuần, có kiểm tra phải cho tôi quay cóp, còn nếu không gãy, tôi mời cậu ăn cơm. Tưởng Thừa dừng lại, Cố Phi bước tới song song với cậu. Gãy xương rồi phải không? Không biết, chưa từng gãy, nên không có kinh nghiệm. Tưởng Thừa quét mắt nhìn cậu. Cậu có nhiều kinh nghiệm như vậy, gãy xương nhiều lần rồi đúng không? Cố Phi cười. Hồi nãy đáng lẽ nên để tên đó đạp gãy cổ cậu. Vừa nãy, cảm ơn cậu, Tưởng Thừa nói. Xương sườn chắc cũng gãy rồi. Tưởng Thừa bình thường đánh nhau như thế nào cũng sẽ bị nền mấy cái lên bụng, nhưng chưa khi nào đã lâu như vậy vẫn còn đau như thế. Bệnh viện gần nhất là cái nào? Tưởng Thừa hỏi. Có cái bệnh viện môi khoáng, Cố Phi nói. Bắt xe qua đó 5 phút. Tưởng Thừa đi về phía trước, bước lại cắn răng quay đầu lại. Cảm ơn nha. Khách khí như vậy làm tôi cũng muốn cúi người xuống nói câu không có gì. Cố Phi cười nói. Tưởng Thừa không nói nữa, đi ra đầu phố, đứng đến chưa 2 phút, đã có một chiếc taxi chạy tới. Cậu đưa tay bắt lại. Tôi giao ca rồi, cậu gọi chiếc khác đi. Tài xế nói. Tôi phải tới bệnh viện, chậm chút nữa sẽ chết trên đường. Tưởng Thừa nhìn tài xế này nỉ. Chắc bị viêm ruột cấp tính rồi. Tài xế nhìn cậu chằm chằm. Lên xe đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện rồi giao ca cũng được. Cảm ơn ông. Tưởng Thừa lên xe, ngồi xuống hàng phía sau, tư thế thay đổi làm xương sườn bên phải của cậu đau như lại bị người ta đập một cái. Đánh nhau với người ta phải không? Bác Tài vừa lái vừa nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Viêm ruột cấp tính cũng không bị thương trên mặt đi. Mặt bị thương rồi, Tưởng Thừa hỏi. Bên trong miệng bị thương, cậu biết, toàn là mùi máu tươi. Bác Tài cười cười nói. Có bị thương, nhưng nhìn qua cũng không nặng, hủy dung nhan không được. Tưởng Thừa lên tiếng. Người trẻ tuổi ha, đừng quá kích động. Phát sinh chút chuyện, bản thân cậu không nói tới, nhưng người trong nhà cũng sẽ lo lắng ha. Cậu nói có đúng không? Bác tài xế như tâm sự. Tưởng Thừa cười giả tạo, khóe miệng có lẽ cũng bị thương, vừa nhếch lên một chút, đau đớn liền từ mang tai truyền tới. Người trong nhà cũng sẽ lo lắng ha. Cậu nói có đúng không? Có đúng không? Người trong nhà là ai ta? Những người đã từng là người trong nhà, căn bản sẽ không biết tình trạng của cậu. Trước kia đánh nhau cũng sẽ không để người nhà biết. Mà bây giờ, cha ruột ngay bên cạnh,
toàn bộ quá trình đều chỉ biết đưa tay ôm đầu không nói một tiếng. Lúc Tưởng Thừa rời đi, ông ta còn không nhìn cậu một cái. Rồi ai sẽ lo lắng đây? Thật buồn cười. Đến bệnh viện, Tưởng Thừa tới phòng cấp cứu không một bóng người. Tưởng Thừa nói với bác sĩ xương sườn của mình có thể bị gãy. Bác sĩ liền dùng tay ấn ấn lên ngực cậu. Chỗ nào đau không? Tưởng Thừa nghiêm túc cảm nhận một chút. Không có. Không đau, cho tôi xem một chút. Bác sĩ hỏi rồi lật áo của cậu ra. Tưởng Thừa kéo dây kéo khoác của mình xuống. Lúc cúi đầu định vén áo lên, đột nhiên nhìn thấy trên áo lên có một vết máu. Cậu ngẩn người. Đạch. Bác sĩ vén áo của Tưởng Thừa lên. Cậu quẹt chúng đâm làm bị thương đúng không? Nhìn bên ngoài không giống bị gãy xương. Để tôi nghe xem có tiếng xương gãy ma sát không. À. Tưởng Thừa đối với việc quần áo của mình không bị rách, nhưng thân thể lại bị thương, còn ra rất nhiều máu, cảm thấy có chút mờ mịt. Bác sĩ kiểm tra một hồi, cuối cùng dùng tay ấn lên bên cạnh vết thương của cậu. Xương đau không? Thịt đau, Tưởng Thừa trả lời. Không có gãy xương, bác sĩ nói, nếu cậu không yên tâm thì có thể chụp X-quang. Tưởng Thừa thở vào nhẹ nhõm, không cần. Vết thương bên trên xương sườn cũng không nghiêm trọng, bác sĩ đem mấy miếng băng gạc dán lên, liền không sao. Tưởng Thừa ngồi trên ghế bệnh viện, ngẩn người hồi lâu, đau nhức cũng đã từ từ giảm đi không ít, cơn đau buốt thấu người lúc ban đầu đã dịu đi gần hết. Cậu lại lấy tay nhấn vào xương sườn của mình một lượt, đều không cảm thấy gì. Đẹp, Cố Phi, cái đồ bệnh thần kinh, nói đến chắc chắn như vậy, làm như có kinh nghiệm lắm. Giả đến lúc cậu còn đầu không muốn tới bệnh viện, cuối cùng cũng phải làm theo. Bất quá biết xương sườn mình không bị gãy, phản ứng đầu tiên của cậu là không ảnh hưởng tới thi bóng rổ. Thật tốt quá. Bản thân cậu có trách nhiệm tập thể như thế, Tưởng Thừa cảm thấy thật vi diệu. Có lẽ là tình thương vĩ đại của lão Từ đã làm cậu mưa dầm thấm lâu rồi đi. Điện thoại trong cặp vang lên. Lúc cậu móc ra, thấy dãy số trên màn hình liền ngẩn người. Là điện thoại của mẹ nuôi. Mặc dù cậu đã xóa số của bà khỏi danh bạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tưởng Thừa không cách nào quên được dãy số này. Alo, Tưởng Thừa trả lời điện thoại. Tiểu thư hả? Khoảng thời gian này không có liên lạc với con, ở nhà có nhiều chuyện, còn tình hình hiện tại thế nào? Giọng bà truyền tới, Tưởng Thừa trầm mặc rất lâu không nói chuyện, cậu không biết nên nói gì. Cũng không biết có thể nói gì, trong đầu lại loạn như lúc đánh nho ban nãy, bắt đầu ong ong. Đồ gửi cho con đã nhận hết chưa? Nhận được rồi, Tưởng Thừa nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu. Con cùng cha của con sống chung cảm thấy thế nào? Bà hỏi. Tưởng Thừa đáp, rất tốt. Rồi cậu cắn môi một cái, khóe miệng đau tới khiến cậu nhíu mày. Dù sao cũng là cha ruột. Bà cười cười. Vậy tốt rồi, ta lúc đầu có chút lo lắng, cảm thấy ông ấy khá thô kệch, sợ con rất tốt, Tưởng Thừa ngắt lời, bên kia im lặng, tựa hồ đang tìm chủ đề để nói. Con thực sự cảm thấy rất tốt, Tưởng Thừa cúi đầu nhìn xuống, thấy giày không biết từ lúc nào cũng đã bị đạp phải một đống bùn. Không cần lo lắng, Tiểu Thừa, bà gọi cậu một tiếng lại thở dài, con hiện tại sống rất tốt, con rất thích hợp. Con có chuyện, cúp máy trước. Tưởng Thừa nói rồi cúp máy, không đợi trả lời cậu. Nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt, Tưởng Thừa lại xuất thần một lúc, đứng lên, rời khỏi bệnh viện. Vốn tôi không nghĩ sẽ đến đây, Dịch Tính đứng trước quầy thu ngân ôm cặp. Nhưng đúng lúc đi ngang qua, Từ Tổng nói cậu muốn thi đấu bóng rổ. Tôi đoán kỳ thi giữa kỳ, cậu sẽ không có thời gian ôn tập đúng không? Có thời gian tôi cũng không ôn tập. Cố Phi rót cho cô chén nước nóng, thả miếng chanh vào. Cậu còn quan tâm hơn cả lão Từ. Cũng không phải, Dịch Tính có chút ngượng ngùng cười cười. Tôi rảnh rỗi thôi. Cố Phi cũng cười. Vậy được, cậu đưa bài tập hôm nay cho tôi chép chút đi. Tôi... Không được, Dịch Tính lập tức nói. Nếu không biết tôi có thể chỉ cậu. Cố Phi muốn nói vậy tôi chép của Tưởng Thừa được rồi, nhưng vẫn là từ trong cặp lấy sách giáo khoa ra. Được, vậy cậu giảng cho tôi tiếng Anh là được,
hôm nay tôi chỉ định làm bài tập tiếng Anh. Được thôi, Dịch Tính thở dài, bài tập duy nhất cậu không dám không làm chỉ có tiếng Anh thôi phải không? Cô Phi đứng lên bàn nhỏ bên cạnh, bài tập của lão Lỗ, ai lại dám thiếu? Dịch Tính cầm ghế qua ngồi xuống, lấy ra giấy bài tập bắt đầu giảng cho cô Phi. Cô Phi có chút thất thần, hễ liên quan đến việc học, cô Phi đều sẽ thất thần. Cho dù lúc này lão Lỗ có ngồi ngay trước mặt, cậu cũng sẽ đi vào cõi thần tiên. Dịch Tính là trợ thủ đắc lực của lão Từ, tràn ngập nhiệt tình với cái lớp này như thầy ấy. Mặc dù đầu năm học mới làm lớp trưởng, chưa tới một tuần đã bị Vương Húc làm cho tức giận đến mức ở lớp tự học khóc hai lần, nhưng xong rồi vẫn là như cũ, lòng không thay đổi. Cái này là... Dịch Tính viết trên giấy nháp, cậu xem. Rèm cửa tiệm bị vén lên, Cố Phi xoay đầu, nhìn thấy Tưởng Thừa một tay vén rèm ở cửa ra vào. Tưởng Thừa, Dịch Tính quay đầu, có chút giật mình nhìn cậu. À, Tưởng Thừa lên tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, chỉ ở bên ngoài. Hay là tôi... Đừng, cậu tìm Cố Phi có chuyện gì sao? Dịch Tính vội vã nói, có chút lúng túng đứng dậy. Tôi đang giải bài tập cho cậu ấy, nếu cậu có việc tôi liền đi trước, hay là cậu giảng cho cậu ấy đi? À, Tưởng Thừa sửng sốt, thấy thầy Lỗ nói là thành tích tiếng Anh của cậu khá tốt. Dịch Tính cười cười, đem đồ của mình dọn vào. Tôi đi trước. Ai, cậu... Tưởng Thừa còn chưa nói xong, Dịch Tính đã ngượng ngùng từ bên cạnh cậu lách ra ngoài. Tới bệnh viện xem rồi sao? Cố Phi hỏi. Tưởng Thừa đi đến, đứng bên cạnh kệ hàng do dự một chút. Mời tôi ăn cơm đi. Không bị gáy, Cố Phi có chút nghi ngờ. Tôi không gáy xương làm cậu thất vọng hả? Hay cậu qua đây đập mấy phát cho gáy luôn đi? Tưởng Thừa nói. Vậy muốn ăn gì? Cố Phi hỏi. Không biết, gì cũng được. Đói chết rồi, bực bội. Tưởng Thừa co mày. Được, Cố Phi đứng lên nghĩ, đưa cậu đi ăn thứ tôi thích nhất.